xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Thì hôm nay Khôi làm clip hơi khuya nè, gần 11 giờ đêm rồi. Thì rất mong là khi clip này lên thì sẽ được anh em đón nhận và like bài tương tác giúp Khôi nha. Rồi, trở lại với clip này sẽ là một cặp loa ăn Tết đến Lansing, đến từ thương hiệu của Mỹ. Thì ngày hôm kia nè, Khôi đã lên sóng 3 cặp 604 8G, cặp đó rất quen thuộc và đã có nhiều clip trên kênh YouTube của Khôi rồi, nên Khôi không có test nha. Anh em nào mà mua và có muốn nghe thử hoặc là test với một con dummy nào đó để ghép thì Khôi sẽ test rồi, hoặc là Khôi sẽ ghép sau. Còn hôm nay nè là anh test ở Lansing 879A. Cặp này là một trong những cặp lá bình dân mà rất rất được người chơi ưa chuộng này. Thì Khôi cũng đã bán cũng vài chục cặp rồi. Tuy nhiên anh em, từ đầu năm 2024 tới nay mới có cặp thôi à, nên anh em nào mà yêu thích á, là phải chốt ngay nha, không có nhiều để mình chờ đâu. Rồi thì cái đầu tiên Khôi quay lúc nào là quay là e căng zin luôn nè, e căng zin ha, lưới zin đấy. Lưới cái màu này là theo thời gian nó bị bạc các anh em nhé, hoặc là nó đời nó vậy nè, thì nó bị rất mất một cái tem rồi à, đây của nó đây, zin hết nhưng mà nó rất mất một cái tem. Thì Khôi nhớ không nhầm á, thì Khôi có một cái tem đợt trước Khôi lầm một cái bỏ đâu rồi á, thì Khôi sẽ tìm cho anh em sau, nếu có nha Khôi tặng, mà không có thì thôi nha. Rồi về loa nè, bao zin ha, bao zin cho anh em và chưa có bung góc luôn nè, chưa bung góc luôn. Cái này muốn gỡ nó là nó có cái lớp lưới nha, gỡ nó ra, còn đây Khôi không gỡ luôn ha. Rồi cái này nè, đây nè anh em nhìn nè, là zin hết ha, bao zin hết cho anh em luôn. Bát còn rất là đẹp, nó chỉ có bị vài cái chỗ bệnh thôi anh em nhé, nhưng quan trọng nhất là zin chứa tẩm dầu ha, đây là dầu của hãng này. Đấy, cái bát này là nó gần như toàn dải, nó được thiết kế hai lớp này, đây này, trong này, này khi mình cắt tiếng chép thì mình cũng có thể nghe được cái này phần mọc ha. Đấy, cái tem nằm phía dưới phía sau, tôi sẽ tháo quay sau ha. Muốn mở cái này nè thì phải mở hết ốc ra này. Đấy, mở ốc này ra sẽ lật nó ra nguyên tấm nha, tại vì ốc nó bắt phía trong. Đấy, mặt còn rất là đẹp luôn ha. Đấy, đây trên này là có cái mặt giả đá này nè, mặt gỗ ha, còn bụi bặm Khôi chưa lau. Đấy, thùng của nó này. Đấy, quan trọng nhất là vuông vức rồi, vuông vức ha, không bể nở. Đấy, cái này chỉ có lau sơ thôi, ngày mai Khôi sẽ, nếu anh em nào chốt Khôi sẽ lau trước khi Khôi ship hàng ha. Dưới cần này nè, vận chuyển bể nó bị xích một tí xíu nha, nói thì biết chứ không nói thì anh em cũng không để ý ra luôn. Đấy, rồi qua cái thứ hai này, mặt đá này đó. Mặt loa đẹp anh em nha, mặt loa rất đẹp luôn đó, anh cũng xem đó, mọi thứ là ok, mọi thứ là ok, ok ha. Đó, quan trọng nhất là zin hát tốt. Đấy, dưới này là có một cái lớp chân này, lớp gỗ chân này. Đây anh em cùng xem này. Đó, mọi thứ là ok ha. Đó. Rồi ok, cặp loa đẹp, được xem là đẹp rồi nè, trong dùng loa cổ đẹp. Mấy cái này thì theo thời gian nữa nè, có vài chỗ nó cái ở ngoài bụi bẩn nó văng vào á, thì mình không có xì ba nhá, để Jin nói như vậy. Đấy. Đó, ok. Thì cặp này thì nó có cái giá chung trên thị trường rồi, hầu như mà ai mà muốn chơi cặp này thì cũng đều biết rồi nè, biết ha. Đó, chất âm mềm mại và rất là hay. À, quên đây nè, thì hôm nay Khôi sẽ test với con âm ly đèn này, mà nhỏ lại tí, The Void of Music, con lên 1467 dòng receiver ha, và đặc biệt nó còn nguyên thùng xốp, giá chỉ luôn còn hơn 20 triệu thôi. À, 20 triệu, anh em nào mua cả bộ Khôi bán thích cho anh em luôn, tròn cũng được ha. Cặp loa này có giá chung anh em, trên thị trường thì nó trên 20 triệu, ai cũng biết rồi, ai cũng biết ha. À, anh em quan tâm thì mình tìm hiểu, mình gọi mạng hoặc là gọi các clip trước thì chắc chắn sẽ thấy cái giá của cặp này, và hầu như là trên thị trường anh em nào cũng đã từng bán thì cũng có giá hết. À, nhưng mà năm 2024 thì luôn luôn có cái mức giá tốt ha. Thì cả bộ này nó chỉ hơn 40 triệu thôi, giờ chắc chắn là không tới 50 đâu này. À, nó chỉ luân quân đâu đó hơn 45 tỷ. Đấy, anh em tham khảo và lựa chọn nhé. Bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm, và Khôi đang quay clip trực tiếp thì Khôi sẽ
mở test nhạc ở đây luôn nha. Và Khôi kết thúc luôn cái phần giới thiệu ở đây và báo giá luôn rồi, anh em tham khảo và lựa chọn. Ok, bây giờ anh em cùng nghe nha. Con Lâm đi để lâu nó bụi nó vô nên nó hơi rục rạc tí ha, nhưng mà hát tốt. Đó, cái volume bên em nó bị dơ á. Ba lăng ở đây nè, canh bế nè. Đấy. Thành phố nào chép này. Nhớ không anh, nơi chúng mình tìm phút em đẹp. Rất là canh bế luôn. Đường quanh co quyện gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa. Đấy, mình nghe lại nguyên bài nha. Không có thích không sao. Anh về gõ
gom góp kỷ niệm tình vui. Thành phố buồn lắm thơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không anh soi đá u buồn, giờ không anh hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm lê lương tiễn đưa người quên nỗi đôi.